mở đầu chương trình hôm nay, Hương vừa xin giới thiệu đến bà con cô bác một tiết mục sẽ làm chúng ta gợi nhớ quê hương, giống như là tiết mục hình bóng quê nhà. Đó là tiết mục Còn Thương Rau Đắng Mọc Sao Hè. Wow. Ai mua đậu phộng không? Đậu phộng mới nấu còn nóng hổi bà con cô bác ơi. Chỉ 10.000 một bịch thôi ạ, ủng hộ chị em tụi con với ạ. Chị hai, sao dạo này mình bán ế với chị hai? Chắc tại dạo này nhiều người bán quá úp ơi, nên chị em mình mới ế đó. Chị hai ơi, chị hai em đói bụng mà em còn mỏi chân nữa. À ở đó có cái ghế kìa, hay là mình ngồi đi chị hai? Ừ, vậy mình ngồi nghỉ mệt xíu nha Út. Dạ. Ai mua rau đắng không? Rau đắng nhà trồng mới hái, tươi xanh nè bà con cô bác ơi. Mua ủng hộ giùm em bà con cô bác ơi. Út, Út, em ra em mời cô bán rau đắng vô đây giùm hai đi. Dạ. Cô ơi, chị hai con mua rau đắng. À, con mua rau hả con? Dạ cô, rau đắng cô bán làm sao vậy cô? Cô bán là 10.000 một bó nè con. Vậy cô cho chị em tụi con một bó nha cô. Ờ, mà hai chị em thấy thương quá, còn nhỏ tuổi mà ra đường mưu sinh gì nè, tội nghiệp quá. Thôi bó rau đắng này cũng không lấy tiền đâu nha con. Dạ, cô dạ cho đâu, con đó nha. Không được đâu cô, để tụi con gửi cô một ít đậu phộng ăn lá thảo nha cô. Không sao đâu con, rau này là rau ở nhà khu trồng. À, bữa nào con có đi ngang đây có dịp gặp con sẽ cho tụi con đem về luộc ăn nha con. Dạ, con cảm ơn cô. Em ở đây bán nha. Dạ, con cảm ơn cô. Con bán đi nha. Ai mua rau đắng đây bà con cô bác ơi. Chị hai thèm rau đắng hả chị hai? Ờ, thì cũng có thèm á. Tại lâu rồi chị em mình lên Sài Gòn nè, đâu có rau đắng để ăn đâu. Mà tự nhiên nghe tiếng rau của cô, hay nhớ mẹ chứ nhớ quê quá Út ơi. Em cũng nhớ mẹ chứ nhớ quê nữa chị hai ơi. Út nhớ không? Hồi đó sau nhà mình có bụi rau đắng, dù trời nắng hay trời mưa thì mẹ cũng ra hái đem bán. Ngày nào mà bán đắt á, thì mẹ mua gạo về nấu cơm chị em mình ăn. Còn ngày nào mà ế á, thì mẹ lấy rau đó để luộc nước tương cho chị em mình ăn qua bữa đó. Chị hai ơi, nhờ cái rau đắng đó mà hai chị em mình lớn tới giờ này luôn á chị hai. Nắng hờ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Coi coi đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhờ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhô tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn yêu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, chai bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đầu chưa. Đường mòn xưa dài nắng dần mưa, xin nắng hạ thôi buồn để
mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu cần. Bây giờ chị em mình đứng lên bán cho hết. Rồi ngày mai hai hứa dắt Út về thăm mẹ, chịu không? Dạ chịu. Rồi mình đi bán nha Út. Dạ. Đây đây đây, đây mua. Ai mua đồ đắng không? Đây mua cho con nha. Ai mua đậu phộng không? Như bịch vậy con. Dạ 10.000 một bịch. Bịch ngàn hả? Bây giờ mua 10 bịch nha. Xứng được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xứng được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin trông lại tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đầu chưa ba giá miếng dừa đường mòn xưa dài lưng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng. Rồi. Dạ, em bán hết rồi nè chị hai. Cái ông bà cô chú còn lì xì cho hai chị em mình nữa. Út của chị giỏi lắm. Tiền đó ngày mai mình để dành về quê được rồi đó. Còn bây giờ á, về nhà chị hai luộc rau đắng, hai chị em mình chấm nước tương ăn nha Út. Dạ. Về thôi. Trời đất ông nội ơi, Út ơi Út. Ôi trời, hết rồi nhưng mà tiền quá trời. Tiền quá trời tiền, bỏ cái nón ra đi con. Wow. Dạ Út xuống dưới đi ha. Rồi, xuống dạ, dưới chào bạn giám khảo. Giữ tiền cho chị hai đi. Nghỉ ngơi xíu rồi xíu Út uống hát nha. Để thôi ở đây hồi giữ tiền cho chị hai nha không? Cưng gửi lời chào tới bà con bác đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến cô Ngọc Huyền, chú Châu Thanh và chú Minh Nhí cùng quý bà con cô bác của ngôi sao miệt vườn ạ. Chào con. Con giới thiệu về mình chút đi. Dạ, con tên là Lan Anh. Năm nay con được 24 tuổi rồi chú. Dạ, hiện tại thì con đang làm massage trị liệu bấm huyệt. Quê con ở Đồng Tháp. Rồi con đi làm vậy là con chỉ nuôi sống bản thân mình, hoặc là con có giúp đỡ gì về cho mẹ không, cho ba hay không? Dạ thưa cô, hiện tại thì con cùng với ông xã hay vợ chồng đang làm để nuôi các con của mình ạ. Được mấy cháu rồi? Con được mấy đứa rồi? Dạ, vợ chồng con được 2 bé. Một bé gái và một bé trai ạ. Chúc mừng con. Hạnh phúc đời hoài. Rồi chồng con hôm nay đưa con đi thi hả? Dạ, chồng con đi theo con thôi. Tại chồng con cũng khiếm thị giống như con luôn. Ông xã là con đâu? Ông xã con đâu? Ông xã ngồi con đâu đó dưới mà nãy giờ con không liên lạc được chú. Ôi, ông xã ngồi đâu đó mà đâu, sao giờ không ai là ông xã được? Của con anh đâu. Lên sân khấu luôn đi. Dạ, ông xã lên. Dẫn lên ông xã lên sân rất khấu. Rất là đẹp luôn. Chú Thành. Rồi, đứng chờ Thành. Xin chào quý bà con cô bác ha. Dạ xin kính chào bà con cô bác của ngôi sao miệt vườn ạ. Con tên là gì? Chồng của con anh nè, tên là gì con? Dạ con tên Phong cô ơi. Con tên Phong. Con quê ở đâu? Dạ con cũng Đồng Tháp luôn chú.
Rồi rồi, con có biết hát không? Dạ không cô ơi. Con có biết là vợ con hát hay lắm không? Dạ biết. Thương không? Dạ biết. Chúc mừng con Lan Anh. Cái giọng của con đặc biệt lắm. Con lên cái nốt cao, thiệt là cao mà nó rất là nhẹ nhàng. Cái hơi gió của con nó đặc biệt vô ngừng. Giọng đặc biệt lắm. Con người đi tìm được cái niềm hạnh phúc phải nói rất là vất vả, rất khó khăn. Mà khi trọn vẹn được, hôm nay bên cạnh con có một người chồng, rồi hai đứa con cùng được chia sẻ yêu thương với nhau, thật là hạnh phúc bên hai đứa con mà mình đã có được nữa. Bác Thanh chúc cho hai con sẽ là trọn đời hạnh phúc. Dạ, tụi con cảm ơn bác. Con ơi, ngày mai đó cô Ngọc Huyền có một cái chuyến đi từ thiện với chú Vũ Luân, với chú Nguyễn Hòa Hiệp, diễn viên điện ảnh và ca nhạc tình Quán Quân Bolero, Nguyễn Lê Bá Thắng sẽ đến Hội Người Mù Bến Tre. Thôi nhân dịp đây con đến Ngôi Sao Miệt Vườn, chúc con sẽ có nhiều quà tặng lắm. Nhưng mà hãy cho cái nhóm của cô Huyền ha, gửi tặng đến vợ chồng con 1 triệu đồng, gọi là một cái món quà tinh thần dành cho tụi con trong cái cuộc gặp gỡ. Và mong rằng tình yêu thương của tụi con luôn được lan tỏa khắp mọi nơi hai con ha. Rồi cô Huyền cảm ơn. Thương quá à. Rồi bác Châu Thanh cũng gửi chút quà cho hai con mua sữa cho con nó bú nha. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác Châu Thanh. Cảm ơn bác. Chúc hai con luôn hạnh phúc, mạnh khỏe. Quên bác. Hồi nãy cái vụ quà gửi qua sao mình quên vậy ta. Đây. Cái quà này mới quan trọng con. Lấy cái giật giải nhất về tới 40-50 triệu là con. Đây, ông xã cầm giùm đi. Ông cầm nha. Rồi, đó quà của bà xã đó. Cảm ơn bác Thảo nhiều ạ. Cảm ơn chú. Bà con của bác thân mến, hai vợ chồng cũng có chuẩn bị ít nem là đặc sản của Đồng Tháp gửi ban giám khảo. Trời thương dạ, quá trời thương. Vừa xin phép chuyển xuống cho ban giám khảo ạ. Rồi, ban giám khảo cảm ơn hai vợ chồng con. Rất nghe. Lâu rồi tôi không ăn nem quê hương tôi. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Trời ơi, tụi con ơi, chú Minh Tả nha. Nó màu vàng đó con. Ở ngoài nó màu vàng rồi đó con. Là ăn liền. Ăn liền tay chứ nó chua. Một người bạn của chú Hương Dừa cũng sẽ gửi cho con 3 triệu đồng ha. Với lại bên nhà đồng hành tài trợ Adnos Sun Camera, họ cũng sẽ gửi cho con một cái chiếc xe có cái loa để hai vợ chồng con nếu mà có muốn mưu sinh bằng cái xe đó cũng được. Hoặc là để ở nhà để tụi con có thể tập luyện ca hát, mà biết đâu con có thể đến được với những công việc ca hát thì nó cũng tốt ha. Rồi rồi bây giờ mình xuống dưới mình đợi kết quả ha. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Hương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.